Đấu La Đại Lục phần 2, Tuyệt Thế Đường Môn tập 42. Học viện Sử Lai Khắc đã giành được chiến thắng trước đối thủ Học viện Đấu Linh Hoàng gia cao cấp để lọt vào top 8. Khán giả trên khán đài hò reo kịch liệt, hoàng thất của Tình La Đế Quốc cũng vỗ tay cổ vũ. Phía Học viện Hoàng gia Nhật Nguyệt Đế Quốc thì lại để ý tới khẩu pháo của Học viện Hoàng gia Đấu Linh. Đó là lôi đình cự pháo bản siêu to khổng lồ của bà Tần. Có lẽ là phòng chế từ Nhật Nguyệt Đế Quốc, chỉ là công nghệ của bọn họ chưa đủ nên mới chọn cách phóng to, còn cần đến nhiều nhân lực để lắp ráp. Nếu như cự pháo đó được phóng ra, lực công kích khủng khiếp của nó sẵn sàng hạ gục bất cứ đối thủ nào. Cho dù Sử Lai Khắc có hai hồn sư trên 60 cấp thì cũng không cản được. Sau khi trở về, Mã Tiểu Đào lập tức bị Chu Y mắng cho một trận. Vì cái tội trận đấu đã kết thúc mà vẫn còn định đập cho đối thủ một trận, đồng thời còn bạo phát ra hồn kỹ thứ 6. Việc để lộ hồn kỹ thứ 6 là điều không nên có. Dù sao cuộc thi đã sắp đến hồi kết, năng lực thực sự của tất cả thành viên đều đã lộ ra ngoài. Còn phía Học viện Hồn Đạo Sư Nhân Nguyệt Hoàng gia lại có 3 người chưa từng ra sân. Mọi người hoàn toàn không biết năng lực của bọn họ là gì cả. Dựa theo thực lực thì Sử Lai Khắc và bọn họ tiến vào top 4 là không vấn đề gì, cho nên sớm muộn cũng sẽ gặp mặt nhau. Vương Đông nảy ra một sáng kiến, nếu như vũ hồn đầu tiên của hắn và Hoắc Vũ Hậu có thể dung hợp ra Hoàng Kim Chi Lộ, thì liệu vũ hồn thứ hai cũng có thể dung hợp ra một loại kỹ năng mới hay không? Chu Y vừa mới đến, đã nghe được lời nói chuyện này, cô lên tiếng khẳng định là đúng như vậy. Nhưng không phải là hai, mà là 4 vũ hồn dung hợp kỹ. Trên lý luận thì vũ hồn song sinh của hai người có thể giao thoa dung hợp sẽ tạo ra 4 vũ hồn dung hợp kỹ. Trận chiến tiếp theo, Hoắc Vũ Hậu và Vương Đồng không cần ra sân, hai người chỉ cần tranh thủ thời gian để thử kiểm tra vũ hồn dung hợp kỹ. Đúng như dự đoán, trận đấu tiếp theo, Sử Lai Khắc Học Viện dễ dàng giành được thắng lợi để tiến vào bán kết. Trong suốt thời gian này, Hoắc Vũ Hậu và Vương Đồng vẫn miệt mài tu luyện cùng nhau. Kết quả thành công mỹ mãn, hai người đã tu luyện ra một loại kỹ năng mới, uy lực chiêu thức liên quan đến hàn băng. Mọi thứ trong phòng đều bị sức mạnh băng hàn đóng băng lại. Lần này vô tình phá hoại của công, Hoắc Vũ Hậu và Vương Đông đều giật mình thót tim. Chú ý cho triệu tập tất cả đến bàn bạc. 4 đội tiến vào bán kết, lần lượt là các Học viện Hồn Đạo Sư, Nhật Nguyệt Hoàng gia, Học viện Đế Áo, Học viện Tình La Quốc gia và Học viện Sử Lai Khắc. Xét tổng thể thì Học viện Sử Lai Khắc là đội yếu nhất trong top 4 này. Thực lực Học viện Hoàng gia Nhật Nguyệt Đế Quốc thì không cần bàn nữa, có thể tiến vào vòng bán kết dễ như đi dạo chơi. Học viện Đế Áo của Thiên Hồn Đế Quốc cũng có hồn đế 6 hồn hoàn tọa chấn. Mà đội chủ nhà là Tình La Quốc gia thì lại chiếm ưu thế sân nhà. Đội ngũ cũng toàn hồn sư trên 50 cấp. Tuy nhiên, Chu Y vẫn thái độ cứng rắn, quyết không từ bỏ. Kể từ 10 vạn năm trước, Học viện Sử Lai Khắc đánh bại được Học viện Vũ Hồn Điện đến nay, chưa từng để mất vị trí quán quân. Cho dù là đối mặt với đối thủ mạnh mẽ hơn mình, lần này cũng sẽ giống như vậy. Mục đích của Sử Lai Khắc vẫn là chức quán quân. Cuối cùng thì ngày thi đấu bán kết cũng bắt đầu. Để đảm bảo tính an toàn, Hoàng đế Tinh La Đế Quốc sẽ để cho cường giả Phong Hào Đấu La của Đế Quốc là Hoàng Tận Tự làm trọng tài. 4 đội tuyển lần lượt bước ra sân. Vì là đội chủ nhà nên sau khi Học viện Tình La Quốc gia bước ra sân, liền được rất nhiều khán giả hò reo. Điều không ngờ là công chúa của Tình La Quốc gia cũng là một thí sinh. Vũ hồn của vị công chúa này là vũ hồn đặc hữu của Tình La Hoàng Thất, gọi là Tinh Chi Hoàng Quan, gồm cả công kích, phòng ngự, phụ trợ. Nhiều tầng kết hợp lại vô cùng mạnh mẽ, là loại vũ hồn đỉnh cấp. Lần này, Học viện Sử Lai Khắc sẽ đối đầu với Học viện Tình La Quốc gia. Chiến đội của Học viện Tình La Quốc gia có đặc điểm lớn nhất là cân bằng, công thủ đều đủ, nên Chu Y đã đưa ra chiến thuật là tấn công phủ đầu, dùng công kích mạnh nhất đánh tan đối thủ. Tất cả các tuyển thủ đều bộc phát hồn kỹ. Sử Lai Khắc vừa ra sân đã tấn công dồn dập, áp chế phía Tình La Quốc gia. Đối thủ khoanh giao thủ với hai tên hồn sư hệ cường công phe địch. Vũ hồn của bọn họ đều không kém hơn Tà Mâu Bạch Hổ, cái thua kém là hồn lực, nhưng hai người liên thủ thì mới có thể tạm thời chống lại được đối thủ hoành. Mã Tiểu Đào thì đối đầu với tên hồn sư cũng có cánh của phe đối thủ. Các thành viên khác tự chọn cho mình một đối thủ chiến đấu. Lăng Lạc Thần thì đứng phía trước bảo kê cho Hoắc Vũ Hậu và Vương Đông dung hợp vũ hồn. Phía Tình La Quốc gia thấy vậy cũng sử dụng vũ hồn kỹ tấn công về phía hai người. Một cỗ sức mạnh lao nhanh về phía Hoắc Vũ Hậu. Lăng Lạc Thần vội đóng băng đòn công kích lại, sau đó bạo phát lực lượng hàn băng áp chế phe đối thủ. Mã Tiểu Đào ở trên cao phóng xuống vô số công kích. Công chúa Tinh La Đế Quốc thản nhiên lấy món hồn đạo khí mới mua được trước đó không lâu ra sử dụng. Món hồn đạo khí này tạo ra một tấm lá chắn ngăn cản toàn bộ công kích.
Mã Tiểu Đào lao tới định đấm vỡ tấm khiên, nhưng tấm khiên lại đột ngột biến mất. Thay vào đó là vài món hồn đậu khí khác xuất hiện, tất cả kết hợp lại thành một cái kết giới bao phủ cô nàng ở bên trong. Mã Tiểu Đào tấn công vào vách ngăn nhưng lại không có hiệu quả, lực lượng hỏa diễm lại bị hấp thu hoàn toàn. Nguyên nhân cho vấn đề này là vì hồn kỹ của nàng ta đã bị bại lộ từ lần trước. Tình là đế quốc có thời gian để chuẩn bị đối phó. Đến đây thì người mạnh nhất trong chiến đội Sử Lệ Khắc Tắt Quái đã bị loại khỏi trận chiến. Công chúa Tình La sử dụng do hồn kỹ, luồng sức mạnh ồ ạt bạo phát ra xung quanh, tạo thành một cái kết giới bao trùm một nửa sân đấu. Về khốn, ba người có sức chiến đấu mạnh là Đới Thực Hoành, Bối Bối và Từ Tam Thạch ở bên trong. Ba người khác là Hoắc Vũ Hậu, Phương Đông cùng Lăng Lạc Thần thì vẫn ở ngoài. Có vẻ như phía học viện Tình La quốc gia không để tâm lắm đến Hoắc Vũ Hậu và Phương Đông, nên vẫn để cho hai người thoải mái dung hợp hồn kỹ. Công chúa sử dụng do một món hồn đạo khí có thể thay đổi thuộc tính hồn lực. Ba người đồng đội cùng nhau rót hồn lực vào trong món hồn đạo khí. Món hồn đạo khí lại chuyển hóa các thuộc tính hồn lực thành một loại giống nhau, rồi truyền vào trong người một tên hồn sư hệ cường công, từ đó làm cho hồn lực hắn tăng mạnh. Đới Thực Hoành cũng ngưng tụ sức mạnh từ hồn kỹ rồi lao đến tấn công cận chiến. Sau khi được búp sức mạnh, thực lực hắn ta đã mạnh lên trông thấy, dễ dàng áp đảo Đới Thực Hoành. Sau thủ cận chiến 10 chiêu thì Đới Thực Hoành bị ăn hành đến 9 chiêu, Bối Bối lập tức lao đến hỗ trợ. Bối Bối tung một nắm đấm sấm sét về phía tên kia, nhưng đòn công kích lại bị hắn ta dễ dàng ngăn cản. Thế trận hoàn toàn bị học viện Tình La quốc gia kiểm soát. Phía học viện Sử Lè Khắc bị ăn hành ngập mồm, công chúa tin chắc rằng thắng lợi sẽ thuộc về học viện của mình. Hoắc Vũ Hậu và Vương Đông lại nói không, hồn kỹ của hai người cuối cùng cũng dung hợp xong. Cả hai cùng nhau phóng ra một cỗ sức mạnh tấn công vào kết giới. Tuy nhiên, sức mạnh từ kết giới lại quá đặc thù, từng được mệnh danh là hồn kỹ phòng ngự mạnh nhất thuộc tính ngăn cách. Công chúa thản nhiên cho biết, vũ hồn dung hợp kỹ của hai người không về khốn được Diệp Vô Tình cấp 58 thì cũng sẽ không phá được kết giới này. Tuy nhiên, Hoắc Vũ Hậu và Vương Đông vẫn còn có con bài chưa sử dụng. Hai người lập tức thi triển hồn kỹ dung hợp thứ hai. Sức mạnh từ Hàn Băng tập hợp vào Hạo Thiên Chùy tạo ra một cây búa khổng lồ. Bằng một cách thần kỳ, hai người đã tạo ra một thân ảnh Hoắc Vũ Hậu khổng lồ, trên tay cầm búa bổ về phía kết giới. Một cú bổ với uy lực khủng khiếp, công kích mạnh nhất đối đầu phòng thủ mạnh nhất. Dù cho đối thủ là ai thì dưới hào quang của hai nhân vật chính, tất cả sự mô tả trước đó như là mạnh nhất, đặc biệt nhất hay là vũ hồn đỉnh cấp nhất đều bị biến thành vô nghĩa. Phòng ngự mạnh nhất bị công phá chỉ trong thời gian ngắn. Trước đó, hai người chỉ có thể thi triển vũ hồn dung hợp kỹ một lần là hồn lực đã cạn kiệt. Nhưng hiện tại, hai người lại có thể thi triển vài lần. Hoắc Vũ Hậu và Vương Đông điều khiển thân ảnh khổng lồ bổ cây búa về phía các đội viên Tình La quốc gia. Uy lực từ chiêu này quá mạnh. Búa chưa bay tới, nhưng uy áp đã chèn ép khiến phe đối thủ ngộp thở. Trọng tài phải đích thân đi xuống sân đấu ngăn cản đòn công kích. Dù cho vị trọng tài này là phong hào đấu la thì cũng bị đẩy lui về sau vài bước. Nếu thực sự để cho công chúa Tình La đế quốc hứng chịu một kích này, e rằng sẽ phải nguy hiểm đến tính mạng. Đến đây thì thắng bại đã phân, Sử Lệ Khắc tiếp tục tiến vào chung kết. Và diễn biến tập phim khép lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!